Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em sẽ tiến hành ươm cây phô trẻ hoa vàng, cũng như là một lần đặt thử nghiệm mới của cái thuốc kích chế mà hôm trước em có làm cái video. Thì hôm nay em sẽ làm rõ hơn, cũng như thử nghiệm các cái cây kích chế cây trà hoa vàng để mọi người chúng ta sẽ có cái nhìn về cái loại cây này và cái loại thuốc này nó tốt nhất. Đây những cái phôi em mang từ rừng về này. Đấy. Cái này thì em ngâm cho cả của khách luôn. Còn nếu như của em thì em sẽ cắt ngắn lại, và khi em ngâm xong thuốc thì em sẽ tiến hành cắt ngắn lại. Còn bây giờ thì em ngâm sau đấy em sẽ chụp hình cho khách để khách chọn cây. Tại vì cái số này em bảo với khách là khách để em ươm luôn kích đế đấy. Thì em sẽ pha và ngâm vào đây, đổ vào đây. Đây em sẽ lấy nước, một xô nước. Cái xô này là 20 lít, 20 lít nước xô này. Đây là cái thuốc kích chế này. Đây, em sẽ tiến hành hốt ra cái dung dịch để pha. Đây mọi người ạ, hôm nay em sẽ vớt cái cây lên. Hôm nay em sẽ vớt nó ra để một phần em sẽ đem gửi khách, còn một phần em sẽ để em ươm. Đấy. À, bây giờ mình sẽ chọn những cái gốc cây và cái bầu nó phù hợp với nhau để mình sẽ tiến hành. Đây mình sẽ dùng cái bầu 15-30.
Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành buộc mấy cái thân cây này lại. Buộc cố định lại để nó khỏi lúc lắc. Đây, hôm nay sau một tháng sau khi ươm cái lô cây em để đầu video đấy, cái này là không phải đâu, cái này là cái số cây mà em chuyển bầu từ cái bầu cát sang. Cái này cũng là một tỏa thuốc đấy, là thuốc đấy thì sau khi để 3 tháng em ươm ở cái vùng dưới kia thì em nhấc nó lên thì dế nó dài quá thì em chuyển sang bên này cho là nhấc hay muộn. Thì hôm nay là ngày mùng 9 tháng 7. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 7 thì em ươm cái lô này. Cái lô này là ngày em bắt đầu tiến hành ươm vào ngày mùng 7 tháng 6, tức là sau 1 tháng ấy. Còn tính ra là em đưa cây về là ngày 28 tháng 5. 28 tháng 5 thì em đem về, em đem cái lô cây này về, em ngâm thuốc tiết chế xong em ủ đi 10 ngày. Em ủ 10 ngày sau em mới tiến hành cho vào ươm. Thì hàng ngày 28 tháng 5 ủ 10 ngày là nó vào mùng 7 tháng 6 là em đem vào em ươm này. Thì hôm nay sau 1 tháng em kiểm tra kết quả cho mọi người xem nhé. Cây thì vẫn đang bọc. Em đang bọc vải. Còn lá có một cây đang còn lá thì lá nó đang còn tươi lắm. Sau 1 tháng nhé, sau 1 tháng tính là 1 tháng ấy. Đúng hơn là cái cho 40 ngày đi. Sau 40 ngày từ khi lấy cây về ươm mất ủ mất 10 ngày, tính ra em định ủ cả tháng thôi, nhưng mà thật đấy nóng quá. Cho nên em cho ra em ươm luôn sau 10 ngày. Còn đây này, mọi người thấy này. Nó kéo sẹo này. Cái này nó kéo sẹo nhé. Cái này nó cũng kéo này. Đấy, mấy cái đầu này này. Đa số nó kéo xèo hết. Còn mấy cái đầu bên này thì em đang bịt thì không xem được. Đây này. Cái này thì nó cũng kéo xèo nhưng mà chưa rõ lắm. Nhưng mà một cái quan trọng nhất cho mọi người xem này. Sau 1 tháng này. Mọi người thấy cái gì đây không? Đây nhá. Cái này do nó lòi lên này. Em để ươm nó, cái bầu nó thấp quá em để lòi lên. Em hôm nay em mới thấy. Mấy hôm trước thì em không để ý. Đây là cái rễ đó nhá. Đây là sau 40 ngày đấy, sau 40 ngày, còn 1 tháng sau khi ươm. Còn đây, ở đây cũng thấy này. Mọi người thấy không? Cái chỗ này này. Đấy, còn đây nữa nhá. Đấy, rễ rất nhiều mọi người nhá. Nó tương tự như cái lô mà em chuyển bầu từ cát sang đấy. Đây nữa này. Đấy, rễ nó ra rất nhiều. Mấy cái cây bên này thì nó cái rễ nó không lòi lên thì em không xem được, nhưng mà chắc chắn là kiểu gì nó cũng ra rồi. Đây có cây này nó cũng lòi lên này. Đấy, nó lòi lên đây. Mọi người thấy không? Đấy. Cẩn cảnh cho mọi người xem đi. Cái chỗ này nó cũng đang chuẩn bị ra rễ này. Nhưng cái chỗ này ngày trước nó bị xước này. Để nó kéo cái sẹo này rồi bây giờ nó bắn rễ ra chỗ này. Đấy. Nói chung là khi mình làm cái cây thì mình cố gắng tỉ mỉ một chút thì sẽ có kết quả thôi mọi người. Đấy, mình kiếm đúng cái loại thuốc. Cái này em tưới
tưới nước vào thân hàng ngày đấy mọi người, giữ ẩm, tại vì mùa này mùa hè mà nắng nóng lắm. Cây bên này thì không kiểm tra được nhưng mà đây nó kéo sẹo này. Đấy mọi người thấy chưa? Cái này nó cũng chuẩn bị ra rễ ở đây này. Cái này là ngày trước nó bị xước ở đây nhé. Nó bị xước ở cái vết này này. Sau em khoét đi. Bây giờ nó kéo sẹo. Nó chuẩn bị bắn rễ ở đây. Sau một tháng mọi người thấy kết quả như này xem mọi người đánh giá như nào. Đây là một cái lô cây, đây gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 cây. Cái lô này gồm 14 cây trà hoa vàng. Em ươm sau 1 tháng thì cho kết quả như này. Đấy, mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với em nhé. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái lá thuốc mà em tiến hành ngâm. Đây mọi người này, đây là cái loại là thuốc kích rễ mà em ngâm ở em tự pha đấy, và em dùng cho cái này. Hôm trước cũng dùng cái loại thuốc này để pha cho ngâm mấy cái lô cây này. Hôm trước có cả một cây giả hợp to nhưng mà ươm ở trên nhà ông anh. Đây. Đây, mình... màu đen xì, nhưng mà cái loại này nó không ra, không để ngoài nắng trực tiếp lâu đấy, nó sẽ bị quang hóa đi, nó sẽ bị mất tác dụng của thuốc đi. Thế nhá mọi người, có nhu cầu liên hệ đặt thuốc cũng như các cây đã ươm rồi để chuẩn bị đây, cái lô này, cái lô cây trắng này thì em sẽ để tầm khoảng 1 tháng nữa hoặc 2 tháng nữa thì em sẽ xuất được cái lô cây trắng này. Cái này thì nó ra dễ cực nhanh luôn, cực khỏe luôn. Cây này, mọi người xem cái mầm cây này, nó to mập mạp này. Rồi à, em xin kết thúc video đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo.